Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Chúc mừng sư huynh đã tấn thăng cửu phẩm. Từ nay nhân tộc của ta lại có thêm một cường giả chấn tộc rồi. Chúc mừng sư huynh. Làm phiền các vị sư đại sư mỗi hộ pháp. Sư huynh vừa mới thăng cấp, chi bằng hãy tu hành một khoảng thời gian rồi củng cố lại cảnh giới. Cái này thì không cần đâu. Cả đời này của ta chinh chiến với Mặc tộc, củng cố cảnh giới, giết thêm Mặc tộc ra được rồi. Giết càng nhiều, cảnh giới của ta sẽ càng củng cố hơn. Nếu đã như vậy, sư huynh chi bằng hãy qua bên kia xem thử. Còn có người đến tận cửa tìm chết hay sao? Có vực chủ của Mặc tộc bị dụ đến đây rồi. Đó không phải là Lôi Ảnh hay sao? Nó đã chạy qua đây từ lúc nào vậy? Là sắp xếp của Dương sư huynh ư? Thì ra sớm đã có vực chủ của Mặc tộc bị động tĩnh bên này thu hút qua đây rồi. Nhưng mà hành động của bọn hắn sớm đã bị Lôi Ảnh hoặc là Dương Khai sư huynh phát hiện ra rồi. Âu gia gia, ngươi cũng đến đây rồi. Qua đó xem thử thế nào. Ta có chút dây dưa với ba vực chủ của Mặc tộc kia. Âu Dương Liệt rất nhanh sẽ giết đến đây. Ấy, đột phá cửu phẩm đúng là sướng thật, giết kẻ địch đều vô cùng dễ dàng. Nếu không phải như vậy, nhân tộc cũng sẽ không chỉ có số ít cường giả cửu phẩm, có thêm một vài cường giả tiền bối, tu vi đạt đến bát phẩm đỉnh phong cũng không có tiến bộ nữa. Giống như mình có thể liên áp cùng phẩm giai như vậy, đối diện với cường giả vương chủ Mặc tộc cũng có chút khó đối phó. Ngoại trừ dựa vào không gian thần thông để chạy trốn, căn bản là không thể nào giao thủ chính diện. Các vị sư đại sư muội, ta muốn tìm người đứng đầu giết kẻ địch, có muốn đi cùng ta hay không? Không cần đâu, tình hình của sư huynh bây giờ, một mình hành động sẽ thích hợp hơn. Chiêm sư đệ, bọn họ ta dẫn theo là được. Như vậy thì tốt. Quả giống như là Dương Khai đã nói, bây giờ ta đã là cửu phẩm rồi. Thực lực tăng lên, một mình hành động càng tiện hơn. Đi theo Dương Khai thì rất là thích hợp. Bốn vị bát phẩm, đem theo một Lôi Ảnh. Nếu thật sự là gặp được Ngụy Vương chủ của Mặc tộc cũng có thể kết thành ngũ hành trận thế. Có Dương Khai làm trận nhãn, vẫn có lực để chiến đấu. Hạng đại đầu cũng vào đây rồi, không biết là hắn có tìm thấy cơ duyên của bản thân hay không. Ta tiện thể đi tìm hắn một chút, nếu như có cơ hội đoạt lấy một viên ninh đan cho hắn. Thế thì chúc sư huynh đạt được như mong muốn. Vạn sự cẩn thận, yên tâm đi sư huynh, ta đi đây. Chúng ta cũng đi thôi. Có Dương Khai sư huynh và Lôi Ảnh đại đế ở đây, năm vị cường giả bất cứ lúc nào cũng có thể thành ngũ hành trận. Nếu gặp Ngụy Vương chủ, chúng ta cũng hoàn toàn có tư cách đánh một trận, cũng không cần phải cẩn trọng như trước đây nữa. Tốt quá rồi. Khái niệm thời gian không gian của thế giới này mơ hồ, cần nhiều lần đạo ngấn diễn biến mới có thể trở lên rõ ràng hơn. Mục đích lớn nhất hiện tại chính là tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan. Đáng tiếc, chúng ta không biết nó đang ở đâu, chỉ có thể đụng vận may. Mặc dù mình có thể mượn Thái Dương Thái Âm ký để định vị trí của cực phẩm khai thiên đan, nhưng có hạn chế. Cách đây quá xa, mình cũng đành bất lực. Cẩn thận!